được không? Xin chào mọi người. Xin chào ông bà, cô dì chú bác. Hôm nay mẹ con mình sẽ làm món thịt heo cuốn bánh tráng. Đây là bánh tráng lạc nha mọi người. Đây thịt heo mình đã luộc chứ mình không có chế biến lại nha, tại vì con mình thích ăn thịt heo luộc cuốn bánh tráng hơn. Thì mình xin mời cả nhà dùng với mẹ con mình nha. Con biết cuốn không? Con cuốn được nha. Đây mẹ con mình mời cả nhà dùng thịt heo cuốn bánh tráng nha. Cuốn được không? Mẹ cuốn cho con. Con cuốn nha, con cuốn bề ngang nè.
bữa nay mình mua thịt nạc nhiều quá nên mình ăn nó cũng không hấp dẫn bằng thịt thịt đậu. Tại thịt nạc nhiều quá cái cả nhà chỉ ăn hơi bị khô. Con mình ăn cái xuống no rồi cả nhà ơi. Thôi thì cái video mình cái giờ mình xin kết thúc nha. Các bạn thích like kênh của mình ủng hộ như các bạn. Chúc các bạn xem kênh vui vẻ. Mình chúc các bạn và gia đình sức khỏe luôn luôn nhiều và thành công trong cuộc sống. Thích kênh mình các bạn có thể like đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Chào cả nhà nha.